một đồng tu. Tải từ trên mạng xuống một phần tư liệu cho tôi. Cụ hành thiền nhân, tu hành lược truyện. Pháp danh của ông là Cụ Hành. Ông không phải là thiền nhân. Ông là đệ tử của Lão Hòa Thượng Hư Dân, không biết chữ. Xuất thân rất khổ cực. Vậy sao? Thân cận với Lão Hòa Thượng Hư Dân, làm công dài lâu ở trong đạo tràng, làm qua mấy năm, mọi người rất quan hệ đối với ông. Vì sao vậy? Vì ông làm việc rất chăm chỉ, rất ít nói chuyện, người rất thành thật. Lão Hòa Thượng xem trọng ông. Khi chùa Trúc Thánh truyền giới, ông thỉnh cầu với Lão Hòa Thượng, ông muốn xuất gia. Lão Hòa Thượng đồng ý ông, cạo đầu cho ông. Bởi vì ông không biết chữ, làm công vất vả. Vì vậy Lão Hòa Thượng truyền cho ông một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi ông tiếp nhận câu này xong, ông làm việc không gián đoạn niệm Phật. Khi không làm việc cũng niệm Phật không gián đoạn. Niệm được mấy năm thành công, biết trước giờ để giảng sanh. Giảng sanh rồi dùng lửa gì để thiêu? Dùng lửa tam muội tự tánh. Ông ngồi xếp bằng ở nơi đó, dùng lửa tam muội thiêu toàn thân thể của chính mình thành tro. Quần áo không hề bị cháy chút nào. Trên tay cầm một cái khánh dẫn chúng, cán của cái khánh cháy hết, cái khánh thì vẫn còn. Lửa tam muội. Cho nên khi ông giảng sanh, thiêu cháy chính mình phát sáng, ánh sáng rất lớn. Người bên ngoài cho rằng chùa bị cháy đều đến xem. Đây không phải là lửa của nhân gian. Khi giảng sanh 49 tuổi, chân thật công phu, Lão Hòa Thượng Hư Dân sau khi xem thấy ông toàn bộ thấy đều thiêu cháy hết. Khi thân thể cháy hết rồi mà vẫn không tan ra, vẫn giữ nguyên hình trạng của người. Lão Hòa Thượng lại ông, chúc phúc ông, ông chân thật thành tựu. Sau đó lấy cái khánh gõ lên 3 tiếng, nói với ông có thể đi rồi. Vào lúc đó toàn thân đều tan ra, liền biến thành than. Trong cái Thiên Văn Chương này chép rất rõ ràng. Đây là gì vậy? Một môn thâm nhập. Một môn của ông chính là một câu A-di-đà Phật thì thành công. Không cần nhiều. Bất cứ việc gì trong chùa cũng làm, tận lực làm việc. Việc khó khăn người khác không muốn làm thì ông làm, không có một lời oán than nào, vì mọi người phục vụ. Đi đứng nằm ngồi chỉ một câu Phật hiệu. Đây chân thật gọi là một môn thâm nhập, không cần đến kinh mà thành công. Các đồng tu đi tìm, ngày trước có tư liệu này, Hòa Thượng Đế Nhàn nói người thợ giá đồi. Bạn thấy đó cũng là niệm Phật 3 năm, chỉ một câu A-di-đà Phật. Niệm 3 năm biết trước giờ ra đi, đứng mà giảng sanh. Vì cụ hành này
công phu rất cao. Nếu ông không được niệm Phật Tam Muội thì ông không thể có được lửa Tam Muội để thiêu hóa. Chính là khẳng định ông đã được niệm Phật Tam Muội. Nếu không mà nói, không có được cái năng lực này. Người thợ giá đòi vẫn chưa đến được niệm Phật Tam Muội. Ông vẫn còn nhờ lão hòa thượng giúp ông lo hậu sự. Đây đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Ông xuất thân từ nông thôn, nghèo cùng khốn khổ. Giờ lúc đó không còn đường để đi, vào trong chùa cầu lão hòa thượng. Trong chùa các vị có cần người làm công hay không? Tôi đến làm công thay cho các vị. Chỉ cần có cơm ăn thì được rồi, không có đãi ngộ. Thế mà có được thành tựu lớn như vậy. Việc thứ nhất, xuất thân rất khó khăn cùng khổ. Ông biết được mùi vị khổ của kiếp người. Sau khi biết được cái pháp môn này, quyết định không xả bỏ nỗ lực niệm đến cùng. Giống y như người thợ giá đòi vậy. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn dạy ông một câu A-di-đà Phật, bảo ông cứ như vậy mà niệm. Ông không cần phải hỏi, không cần phải nghĩ. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp. Ông niệm được 3 năm thì thành công. Cụ hành con người này về mặt phước báo không lớn hơn so với người thợ giá đòi. Người thợ giá đòi còn có người hầu hạ ông, giúp ông nấu cơm, giúp ông giặt quần áo, chăm sóc ông. Cụ hành thì không có. Ông ở trong chùa chăm sóc mọi người. Thế nhưng làm việc là làm việc, niệm Phật vẫn niệm Phật, không hề chướng ngại. Như vậy thì quá cừ khôi. Ông không còn chút tham luyến đối với cái thế gian này. Không còn lưu luyến. Hòa thuận, tôn trọng đối với mọi người. Bởi vì chính ông cảm thấy không có thứ nào có thể so sánh được với người. Vĩnh viễn giữ lấy thấp hèn, giữ cái bổn phận này. Cho nên ông biết được tôn trọng người khác. Vì mọi người toàn tâm toàn lực phục vụ, không sợ khó, không sợ khổ. Thời gian mấy năm thì thành công. Ông là biết trước giờ chết. Bởi vì lão hòa thượng muốn xây một cái tháp, chính là để tro cốt, gọi là tháp Phổ Đồng. Ông khiêng đá, khép tường, xây cái tháp đó. Làm việc rất là phấn khởi, cười tiêm hiếp đối với hòa thượng, đối với lão hòa thượng Hư Chân. Vào đó xuất gia: sư phụ ơi, cái tháp này sau khi xây xong con đến giữ cái tháp này có được không vậy? Lão hòa thượng vừa nghe xong ngẩn người ra. Đây là thiền cơ. Chính là nói sau khi ông xây tháp xong, ông chết sẽ ở trong tháp đó. Lão hòa thượng không nói lời nào. Ông liên tiếp hỏi: có được không? Có được không? Sau cùng lão hòa thượng trả lời: được rồi. Đồng ý ông. Sau cùng lão hòa thượng trả lời: được rồi. Cốt của ông để vào trong tháp đầu tiên. Người khác nghe lời nói này, nghe không hiểu. Lão hòa thượng vừa nghe liền hiểu rõ. Đó chính là biết trước giờ chết. Chính mình an bài cho chính mình.
Cho nên lực của tu tập thì rất quan trọng. Tu hành có được thành tựu hay không, then chốt ở đâu vậy? Then chốt ở chỗ bạn có thể buông bỏ được hay không. Bạn đối với thế gian này, không luận là người sự việc, có chút nào tham luyến thì bạn không cách nào, không thể làm được. Phải triệt để buông bỏ. Bạn thấy người ta tu hành thời gian đều không dài. Ngày trước tôi đọc qua Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc Giảng Sanh Truyện, tôi rất cảm động. Đại đa số người, trong đó vượt hơn phân nửa trở lên, đều là 3 năm thành công. Cho nên, cho lúc đó tôi giảng kinh, thường hay có người hỏi tôi. Họ nói, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện, có rất nhiều người niệm Phật 3 năm thì giảng sanh, có phải là thọ mạng của họ hết rồi? Hỏi tôi cái vấn đề này. Tôi nghĩ không phải. Làm gì mà trùng hợp vậy? Một hai người thì có thể. Làm sao mà nhiều người đến như vậy? Không phải là thọ mạng hết. Công phu của họ thành tựu thì thọ mạng không cần nữa. Như vậy mới có thể nói được thông, mới có thể nói được tròn đầy. Công phu đủ rồi. Người thợ giá nồi cũng là công phu đủ rồi, thành công rồi. Cụ hành cũng là công phu thành tựu rồi. Không cần lưu luyến ở thế gian này. Khi đi hiện ra cái tướng lạ, đó chính là hoằng pháp lợi sanh, chứng minh sự thật này để mọi người xem thấy. Họ có thể làm được, người người đều có thể làm được. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không. Họ có được cái sở trường là gì? Họ làm việc cực nhọc trong từ diện, họ không có thứ gì, không có vướng bận. Chúng ta thì những thứ cần dùng quá nhiều, bạn không thể xả bỏ nó, bạn còn tham luyến nó. Sự việc này phiền phức quá lớn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm ra tấm gương cho chúng ta. Tài sản của cả đời Ngài chính là Ba Y Bồ Tát. Không có tự diện. Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây tự diện, không có vướng bận, không có tích lũy. Buổi tối ở chỗ nào vậy? Dưới gốc cây. Dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa, không có bất cứ vướng bận nào. Đây là làm ra tấm gương tốt để cho chúng ta xem. Cho nên đây là giúp chúng ta tu hành công phu thành tựu. Có chút nào vướng bận thì xong rồi, thì công bị mất hết. Đạo tràng tự diện của người xuất gia, bạn có lưu luyến đối với tự diện này? Có vướng bận không nỡ rời bỏ, sau khi bạn chết rồi không thể giảng sanh. Đi đến nơi đâu vậy? Bạn cũng chưa tạo qua tội nghiệp gì lớn, phần nhiều là đến được súc sanh. Trong tự diện không có nam nữ giao phối, bạn không có được thân người. Trong chùa có chuột, trong chùa có con gián, thì đầu thai vào loại này, vẫn là ở trong tự nhiên không thể lìa khỏi. Rất nhiều. Có một số tự nhiên nuôi chó nuôi mèo, thì nơi đó liền có. Những người xuất gia ở trong chùa đã qua đời, họ đến đường súc sanh thì họ đầu thai, vẫn là đến để giữ cái chùa đó. Vì vậy Phật nói với chúng ta phải xả, phải buông bỏ, không nên có chút nào lưu luyến.
Người đọc sách học giáo, thu tập một số kinh sách cũng rất phiền phức. Nếu như những điển tích này được bạn xem thành pháp bảo, bạn không nỡ lìa khỏi, tương lai sau khi chết vẫn đi đến chỗ sách đó. Trong sách có con gì? Trong sách có bọt sách. Cho nên được cái loại thân đó, không lìa khỏi sách đó. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Chúng ta làm thế nào để chọn lựa? Làm thế nào bảo chúng ta công phu đắc lực? Loại thứ ba là